但我们绝不放弃。来吧，无惧生死的战士们，我们时刻行走于生死之间，并且面对一切威胁。Chào tất cả mọi người, và mình đã quay lại một video nữa. Và đó sẽ là một video mà các bạn rất là mong chờ. Đó chính là chế độ PvE. Chế độ PvE là chế độ đấu qua mạng với tiêu diệt quái vật là máy. Thì ở đây mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Sẽ có 4 chế độ bắn quái qua mạng. Đó là chế độ cốt truyện, phòng thí nghiệm Starphone và chế độ viết quái. Mình dịch sơ ra đây, những cái phiên dịch của mình nó chưa có chính xác lắm, nhưng 4 chế độ này đều các bạn cũng sẽ đều có quà khi mà qua ải. Và nhất là chế độ Starphone thì mình sẽ có quà theo cấp bậc rank mỗi khi bạn vượt qua số lượng ải với quái. Và trước khi mình đi đến chế độ Starphone thì mình sẽ đi qua chế độ cốt truyện, là chế độ đầu tiên nhất của game. Đó là chế độ mà các bạn sẽ thấy ở đây. Đó là một loại virus đã hạ cánh xuống trái đất và mình có nhiệm vụ là tiêu diệt những con quái vật cỡ hình thành ra từ trong những cái ngôi sao này. Và bạn có thể thấy là mình đang trang bị trên người một khẩu RPK. Và chưa gì hết, đã có trận rồi. Khẩu RPK, một khẩu VSS. Và hai đồng đội của mình là đang sử dụng trên người khẩu MSR và khẩu AK. Mình có thể thấy đây, khẩu AK VIP. Anh bạn này chắc nạp tiền quay được hàng hiếm lắm nè. Aeon Academy là một sự kết hợp giữa game và ban nhạc anime Aeon ha. Và các cái skin của súng nó sẽ có stat track, có nghĩa là khi bạn giết được bao nhiêu thì nó sẽ lưu lại trên con số của cây súng. Nói sâu hơn về chế độ PvE thì mình thấy game có rất nhiều màn level khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau, và mình có thể thấy là cái độ khó của game được điều chỉnh mỗi update khi mà mình chơi chế độ PvE này. Mình cũng có thể thấy được là PvE là một trong những chế độ mà mình có thể vừa nói chuyện, vừa thư giãn với các bạn và vừa kiếm một chút quà, kiếm một chút kinh nghiệm, kiếm một chút skin, và cũng như là một số tinh hạch và một số đồ để nâng cấp. Khi mà để những cái đồ nâng cấp này mình sẽ nói sau, chỉ dùng chuyên để chơi chế độ PvE thôi. Map này về buổi tối ha. Ôi, bạn này có cái chiêu là trưởng. Thì những bạn nào mà đã hoàn thành những cái chế độ cốt truyện này nhiều đó thì sẽ có những cái chiêu thức mà để qua màn nhanh hơn. Trời, mình có cái chiêu lộn mèo ha. Con nó còn gì đây? Có vẻ như mình đang được đi với một bạn VIP. Cũng tình cờ hả?
Bạn VIP này đang giúp tụi mình qua ải á. Ê bạn ơi. Ok, chắc bạn này mới chơi, cần kia bạn VIP. Bảo vệ cái con boss này nó khoan cửa nè. Wow. Dù người chơi không nạp tiền như mình thì đồ của bạn này cũng khá là lợi hại ha. Bạn có thấy tiền đang bắt đầu có tác dụng ở trong chế độ PVE này. Nhưng mà không sao. Hey man. Một người chơi và dặn kinh nghiệm. Khá là dễ quay lại luôn. Lấy tí đạn. Tí máu. Cảm giác như mình không giết được ai á. Có vẻ như một quả bom lửa ở đây cũng khá là hợp lý à. Ok. Không sao. Có vẻ như mình đang được ngài VIP hộ tống á, qua màn rất nhanh. Rồi lắc chút xíu. Thủ VSS mà khi các bạn VSS mà khi các bạn bắn gần thì độ chính xác cũng khá là cao. Trong dòng rất nhanh. Tôi sẽ giúp đỡ các bạn.
Cho không có bắn đồng đội nữa, các bạn cứ yên tâm xả đạn ha. Cái bạn này đứng nhảy nhảy nhìn mắc cười quá. Ui. Trời heo. Bạn này có cả tele à. Ôi ôi ôi, thấy đường. Từ 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 từ. Ôi ôi ôi. Nhiều quá máy mình lắc. A a. Đông thế này. Đúng là kẻ thù lớn nhất của game thủ không phải là quái mà là FPS. Ây à, từ từ thôi mấy anh. Cuối. Bạn này tiếp gì chụp cuối giống như mấy giây. What the hell? Ok, cái đoạn này mình hơi bị sốc ha. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là do là bạn này đã chơi cái ải này rất là nhiều lần rồi, cũng như là đã nạp tiền và cường hóa và súng của mình, cũng như các chiêu thức. Đây là một cái cốt truyện cơ bản, không cần phải đáng lo ha. Nhưng mà đúng là có nhiều bạn có một cái mối lo ngại là pay to win thì bình thường là lắc chỉ áp dụng vào PvE thôi. Còn PvP thì vẫn không sao nhé. Sao chế độ PvE? Nhưng mà nếu mà các bạn giờ các bạn có quả thì bạn Việt Nam cũng nên đi theo chi một tí tiền. Mình như vậy đáng như vậy cũng không tốt. Là với Viettel mang một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà mình chơi một quả ha. Qua mang rất là nhanh ha. Qua wow, màn hạng S luôn. Wow. Và đó là chế độ PvE cốt truyện cho các bạn. Mà rất may mắn là mình đã có một người bạn, có người chú ở đâu đó trên Viettel ha. Bạn này dẫn mình qua màn giống như là không có chuyện gì phải lo lắng luôn. Mình chỉ cần đi theo thôi. Không sao. Đôi khi chơi như vậy cũng vui và mình đạt được những cái phần quà này sau khi mình kết thúc trận đấu ha. Và anh bạn này cũng khá là bất ngờ. Anh còn ở trong lobby nhưng mà anh không biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi ha. Và video này sẽ ngắn thôi, đó chế độ đầu tiên, chế độ cốt truyện. Những chế độ tiếp theo thì mình sẽ đề cập ở video tiếp theo. Nhưng mà do là thời lượng của YouTube có hạn ha, cho nên là mình sẽ cắt video tại đây và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ ở những tiếp độ có chế độ tiếp theo. Mình là Avi, mấy bạn nhớ like, subscribe, bật chuông thông báo nha.